Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review sẽ giới thiệu đến các bạn module SIM 800A. Đây, trên tay mình là module SIM 800A. Thì trên module này chúng ta đã được hỗ trợ là IC đệm để ổn định nguồn cho module. Thì các bạn có thể cấp nguồn cho module từ 5 đến 18V thông qua jack nguồn này. Module này thì sử dụng là micro SIM và có hỗ trợ anten. Các bạn có thể sử dụng hai loại anten, một là anten cứng ở trên mạch như này, hoặc là đây có hỗ trợ một jack cắm anten nữa, các bạn có thể dùng anten dây kéo ra ngoài. Module này thì hỗ trợ chúng ta hai chuẩn giao tiếp. Đấy là chuẩn thứ nhất là chuẩn giao tiếp MAX 232. Các bạn thấy đây chúng ta có MAX 232. Thì các bạn có thể giao tiếp với máy tính thông qua cổng này. Đây chúng ta có chân GND, TX, RX. Đây. Chuẩn giao tiếp thứ hai là chuẩn giao tiếp TTL. Thì ở đây các bạn có thể thấy đây chúng ta có dăm để cắm chuẩn giao tiếp TTL. Thì các bạn sẽ sử dụng USB to COM để giao tiếp. Đây. Tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối cụ thể với dăm này. Trên module này thì cũng đã được hỗ trợ mạch chuyển mức logic tốc độ cao sử dụng MOSFET. Các bạn có thể thấy ở trên module chúng ta có một số cái chân nữa như là chân reset. Các bạn có thể kéo nó xuống đất để reset lại module. Chân start, chân này mặc định là kéo lên mức cao, tức là kéo lên dương nguồn. Thì các bạn cũng có thể kéo chân này xuống mức thấp để bỏ kích hoạt module, đưa module vào trạng thái không hoạt động. Chân SPN và chân SPP, hai chân này là hai chân ra loa. Chân MICN và MICP thì hai chân này là dùng để lấy tín hiệu từ mic. Các bạn có thể lắp mic vào loa vào các chân này. Module này thì sử dụng các tờ lệnh AT để giao tiếp. Sau đây thì mình sẽ test thử module này với terminal. Như mình đã giới thiệu thì ở đây chúng ta sẽ có 6 chân dăm để cho kết nối TTL. Thì chúng ta sẽ có này, chân 1, chân 2 này và chân 3, chân 4. Thì chân 3 của chúng ta sẽ là chân RX của chuẩn giao tiếp TTL. Chân 4 này sẽ là chân TX của chuẩn giao tiếp TTL. Chân 5 này là chân GND. Chân 6 này là chân VCC. Chân này sẽ cấp trực tiếp nguồn cho vào thẳng module SIM. Nên các bạn chú ý cấp nguồn cho chân này thì chúng ta sẽ cấp là 3.3V. Để có thể test tập lệnh AT trên SIM 800A thì ở đây mình sử dụng một dây USB to COM PL2303. Đây, mình sẽ tiến hành kết nối như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ gỡ dăm chốt ở đây ra. Đây, USB to COM PL2303 sẽ có 4 dây. Chúng ta sẽ có dây màu đỏ với dây màu đen là hai dây nguồn, và dây màu trắng với dây màu xanh là hai dây tín hiệu. Thì ở đây chúng ta đã cấp nguồn ngoài cho module cho nên là chúng ta sẽ không sử dụng đến dây màu đỏ. Các bạn chú ý cho mình là dây màu đen tức là dây đất chúng ta sẽ nối chung. Đây, dây đất chúng ta sẽ cắm với chân số 5. Đây. Dây màu trắng của chúng ta sẽ là dây RX của USB to COM. Như vậy chúng ta sẽ cắm với TX module SIM. Đây, mình sẽ cắm nó vào chân số 3. À, chân số 4, xin lỗi các bạn. Dây màu xanh này sẽ là dây TX của USB to COM. Chúng ta sẽ cắm với RX của module SIM. Đây. Thì sau khi cắm xong thì mình sẽ tiến hành cấp nguồn. Thì ở đây mình đã có chuẩn bị một cái jack khác, mình đã hàn sẵn một jack DC5501. Đây, mình sẽ cắm. Đây, ở đây mình sẽ sử dụng nguồn là nguồn 12V 2A. Đây, các bạn có thể quan sát. Sau khi các bạn cấp nguồn thì các bạn sẽ thấy đèn báo nguồn sáng. Ở đây chúng ta có một đèn báo trạng thái mạng. Thì các bạn có thể quan sát hiện tại là đèn đang nháy rất nhanh. Đây, vì là mình chưa lắp SIM thì bây giờ mình sẽ lắp SIM vào. Đây, micro SIM. Các bạn sẽ lắp SIM như này. Đây, các bạn lưu ý lắp đúng chiều khuyết của SIM. Đây. Đây, thì các bạn có thể quan sát. Sau khi lắp SIM thì module đèn báo trạng thái này sẽ nháy chậm lại. Đây, các bạn có thể thấy ban đầu nó nháy nhanh và sau đấy nó sẽ nháy chậm lại sau khi đã nhận SIM. Đây, thì bây giờ mình sẽ tiến hành
thử tập lạnh AT với module này. Ở đây mình có chuẩn bị một số điện thoại đã lắp sẵn trong máy này, thì mình sẽ sử dụng module SIM này gọi sang máy này. Đây, mình sẽ bật một phần mềm terminal lên. Các bạn sẽ chọn đúng cổng COM, tương ứng với cổng COM của USB to COM. Bạn mở lên. Đây. Thì tập lệnh AT của module SIM này, lệnh gọi sẽ là ATD số điện thoại $0A$0D. Đây, mình sẽ tiến hành gửi xuống send. Thì module sẽ trả về là OK. Đây, các bạn có thể thấy. Các bạn đợi một chút thì đây. Các bạn có thể thấy đã thực hiện cuộc gọi sang đây. Mình sẽ kết thúc cuộc gọi này bằng lệnh ATH. Đây, thì module sẽ trả về là OK và kết thúc cuộc gọi. Đây. Về chức năng tin nhắn thì chúng ta sẽ có lệnh như sau. Đầu tiên các bạn sẽ cần cấu hình để cho module vào gửi tin nhắn. Các bạn sẽ có lệnh là cmgf bằng 1. Đây, các bạn có thể quan sát. Set. OK, sau khi cấu hình xong các bạn sẽ gõ lệnh là at cộng cmgs bằng số điện thoại. Lưu ý là số điện thoại các bạn để trong dấu ngoặc kép. Đây, các bạn có thể quan sát. Các bạn gửi. Đây, sau khi gửi lệnh xuống thì sẽ hiện ra một dấu mũi tên và có con chó nhấp nháy, thì các bạn sẽ tiến hành nhập nội dung tin nhắn. Ví dụ như mình nhập là hello và bấm Ctrl Z để gửi đi. Đây, đã gửi tin nhắn. Đây, các bạn có thể thấy đây là tin nhắn đã được gửi đến. Ngoài ra thì các bạn có thể tham khảo thêm một số cái lệnh AT khác từ trang chủ của hãng sản xuất. Đây. Ngoài việc kết nối trực tiếp với máy tính để điều khiển, các bạn cũng có thể kết nối module SIM 800A với các loại vi điều khiển khác để thực hiện các ứng dụng truyền nhận dữ liệu từ xa thông qua tin nhắn hoặc cuộc gọi. Video giới thiệu về module SIM 800A của nhóm review đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.